Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Ở Đâu Rẻ Nhất. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một dòng sản phẩm, đó chính là hộp đựng cơm cắm điện mang thương hiệu Mokato. Đây là một hộp cơm có thể giữ nhiệt, hâm nóng thức ăn, đồng thời có thể nấu được cả cơm trưa văn phòng nha các bạn. Với thiết kế hết sức là nhỏ gọn và rất là tinh tế, màu sắc thì rất là đẹp. Các bạn có thể sử dụng hộp cơm này để chúng ta có thể mang theo vào trong nơi làm việc, chúng ta cũng có thể mang đi trong quá trình di chuyển ra ngoài, đi công tác vân vân. Thì với thiết kế hộp cơm như thế này, các bạn vừa có thể hâm nóng thức ăn mà vừa có thể nấu được thức ăn với công năng là 2-in-1 luôn các bạn ha. Thì các bạn hãy tham khảo dòng sản phẩm này khi mình có nhu cầu. Đường link sản phẩm mình đã đặt sẵn bên dưới phần mô tả của video các bạn nhé. Với thiết kế bên ngoài vỏ hộp là nhựa cách nhiệt, và bên trong có khay inox, các bạn có thể nấu cơm này và cũng có thể nấu thức ăn hoặc hâm nóng thức ăn. Với công năng đảo nhiệt 360 độ thì phần nhiệt hơi nước này nó sẽ giúp làm chín cơm, đồng thời có thể làm chín được thức ăn ở những cái khay đặt bên trên như thế này. Các bạn hãy tham khảo nha. Qua sàng lọc trên các sàn thương mại điện tử và rất là nhiều kênh review về dòng sản phẩm này thì mình giới thiệu với các bạn, đây là một shop yêu thích trên Shopee bán hộp đựng cơm cắm điện nha. Được đánh giá là 4.9 sao nè, với 204 sản phẩm đã bán rồi và giá đang giảm 30% nha các bạn, từ 550.000 cho đến 750.000 một cái bộ sản phẩm như thế này. Giá nó dao động trong khoảng này là phụ thuộc vào cái số tầng bên trong cái hộp cơm nha các bạn. Ví dụ như các bạn mua 2 tầng thì sẽ có mức giá là 550.000, nhưng nếu các bạn mua 3 tầng thì sẽ có mức giá là 750.000. Cái nhu cầu như thế nào thì chúng ta sẽ chọn cái số tầng tương ứng các bạn nhé. Khi các bạn mua sản phẩm, các bạn hãy đọc kỹ cái phần mô tả sản phẩm nha. Ở đây thì shop cung cấp tất cả những thông tin về công năng sử dụng, về những cái ưu nhược điểm của sản phẩm này, để các bạn có thể hiểu rõ hơn về sản phẩm và chúng ta biết cách sử dụng trước khi chúng ta mua hàng ha. Và ở đây thì chúng ta cũng có thể thấy cái thời gian hâm nóng thức ăn cũng như nấu cơm nó dao động trong tầm khoảng 20 phút nha các bạn. Với một cái hộp cơm như vậy mà chúng ta có thể nấu được cơm, hâm nóng thức ăn trong tầm khoảng 20-30 phút thì đối với các chị em văn phòng sẽ vô cùng thích hợp và rất là tiện lợi. Thì đây là đánh giá của khách hàng nè các bạn, đánh giá 5 sao. Lúc đặt mua thì còn nghi ngờ lắm vì giá rẻ, lúc mua về test thấy ok, xịn sò luôn. Cho nước vào tầm khoảng 10 giây, sau đó đã thấy sủi tâm lên. Thêm cái là shop dịch vụ cực kỳ tốt đẹp, rep tin nhắn nhanh, tư vấn nhiệt tình. Đó, đây là hình chụp thực tế của sản phẩm khi mua về nè các bạn có thể tham khảo nha. Một hộp cơm rất là đẹp. Hàng đúng như mô tả, shop đóng gói hàng cẩn thận, giao hàng đúng đầy đủ phụ kiện. Rồi, shop bọc hàng cẩn thận, hộp cơm đẹp, khá nặng tay, xịn sò, chưa thử nấu nên chưa biết, nhưng nhìn tổng thể là đã ưng rồi. Hình chụp thực tế luôn các bạn nha. Đó, một hộp cơm màu trắng rất là xinh. Ngon lắm mọi người ạ, nấu ăn như cơm nhà ấy. Nói chung thì đối với dòng sản phẩm là hộp đựng cơm thì trên thị trường hiện nay có rất là nhiều, nhưng một hộp đựng cơm có cả chức năng nấu, hâm, đồng thời cũng như một cái lò vi sóng các bạn có thể sử dụng tùy ý mình thích, với công năng là 2-in-1, đồng thời với thiết kế là 2 tầng 3 tầng, nó rất là linh động cho các bạn. Video chia sẻ sản phẩm của mình ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn cũng đừng quên like, share, đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.